Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dự án đang chuẩn bị được list EL ở trên sàn CoinSpeed. Đấy chính là sàn dự án QRSEC. Khi các bạn tham gia chương trình Aerobe của nó thì các bạn sẽ nhận được 1.000 token có ký hiệu là QRS. Đây là một cái chương trình rất là uy tín và tiềm năng, thế nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia. Các bạn truy cập vào bot Telegram của nó này. Nó sẽ yêu cầu chúng ta phải làm các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể nhận token. Đây thì các bạn nhấn Start cho mình. Và sau đấy các bạn sẽ nhấn vào phần Meet the Condition. Ở đây là một cái nó sẽ ra các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể làm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ follow trong Twitter, follow on Telegram và tạo một cái chia sẻ. Ok. Thì các bạn đầu tiên các bạn nhấn vào Telegram để có thể join vào ba cái group này cho mình. Group thứ nhất này, group thứ hai này, cái channel đây là cái channel thứ hai này, và tiếp theo là cái group thứ ba. Bạn dồn vào hết nhé, sau đây các bạn thoát trở về và các bạn nhấn vào thằng Twitter thì nó sẽ ra cái trang Twitter của nó đây, và cái bài viết mà nó sẽ yêu cầu chúng ta phải chia sẻ đấy chính là cái bài viết này. Cái bài viết ở đây thì chúng ta sẽ phải chia sẻ cái bài viết này đấy. Các ấn vào phần chia sẻ và dùng sử dụng retweet we comment nhé các bạn, để các bạn có thể copy cái đường link mà chúng ta đã viết, ta đã chia sẻ. Ok, sau đấy các bạn back lại và các bạn sẽ điền cái nội dung mà chúng ta đã tham gia như thế này. Đầu tiên là email này và tiếp theo là username Telegram và đường link mà chúng ta đã chia sẻ bài viết. Ok, ở đây mình sẽ lấy ví dụ nhá, như thế này các bạn điền vào như thế này. Ok, và cái đường link chia sẻ các bạn điền vào và các bạn nhấn submit lên cho mình. Ví dụ ở đây giống như cái mình đã support ở trên đây rồi. Sau đấy thì các bạn sẽ nó sẽ thông báo chúng ta đã tham gia thành công. Đấy, ở đây thì mình đã làm rồi nhé. Các bạn ấn vào phần wallet cho mình để có thể cập nhật ví. Các bạn sử dụng ví mã Ether wallet nhé. Bạn sử dụng ví mã Ether wallet để hỗ trợ tốt nhất công nghệ ERC20. Đấy, đây, các bạn điền vào. Nó sẽ thông báo là nó sẽ update thành công cái địa chỉ ví của chúng ta. Và phần cuối cùng thì chúng ta chỉ cần ấn vào phần Refer để có thể copy cái đường link giới thiệu. Và mỗi một lượt giới thiệu thành công thì các bạn sẽ nhận được 250 token. Và tối đa là các bạn có thể giới thiệu được 100 người. Đây là một cái chương trình rất là uy tín và tiềm năng. Thì các bạn cố gắng tham gia chương trình Aerobe này cho mình nhé. Nó sẽ được EL ở trên sàn CoinSpeed vào tầm khoảng tầm gần 2 ngày nữa. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại cái trang CoinSpeed nhé. Nếu bạn nào chưa có tài khoản CoinSpeed thì các bạn đăng ký mới cho mình và xác minh tài khoản để có thể chuẩn bị giao dịch cái token này nhá. Đấy, những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ. Hãy nhớ để lại một like, comment chia sẻ ý kiến đóng góp của các bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.